Tiểu thư cẩn thận. Mau ra bảo vật ra đây. Nếu không thì sao? Thì đừng hòng đi qua lối này. Vậy mình đi lối kia. Cũng đừng hòng đi qua đây. Quay lại thôi. Mày hết đường rồi. Giờ phải làm sao? Chỉ có một cách duy nhất. Rồi, hết đường thì bố ngủ luôn. Tao lấy kinh nhẫn rồi, xử nó. Là kế điệu hổ ly sơn. Mau treo ra tìm. Không hiểu chúng nó trốn thoát kiểu gì nhỉ? Thấy con lúa đâu không? Tìm khắp nơi tôi chưa thấy. Thật không? Thật thề. Tiếp tục tìm kiếm. Ra đến kia là thoát rồi. Được rồi, xuống suối vàng đây. Tiểu thư, mau chạy đi. Tôi sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Nhưng... đi. Không thể bỏ mặc anh ấy. Tiên học lễ, hậu học văn. Bất ngờ chưa bà già.